Đối diện chúng con xin kính chào tất cả mọi người. Hôm nay chúng tôi đang cho hoàn thiện một bộ trường tích thứ dân bằng chất liệu gỗ cũ, nâu dày 3,5 phân và đục tay rất là đẹp. Sau đoạn clip này, mọi người sẽ cảm nhận được độ hoàn mỹ cũng như cái nét đục chạm rất là cẩn thận, những cái nét tỉa tách rất là cầu kỳ của người nghệ nhân của Đỗ Tĩnh. Xin mời mọi người xem đoạn clip sau.